베트남 방송에선 어떤 소식을 전달했을까요? 베트남 소식, 베트남 뉴스. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin trưa ngày 31 tháng 7 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong thông cáo phát đi vào sáng sớm ngày hôm nay, Bộ Y tế xác nhận Việt Nam có thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ở Đà Nẵng. Đây là con số kỷ lục ghi nhận số người mắc mới COVID-19 nhiều nhất trong một ngày tại cộng đồng từ trước đến nay, đồng thời đưa số ca bệnh COVID-19 của nước ta lần đầu vượt mức 500 trường hợp. 45 bệnh nhân có độ tuổi từ 27 đến 87, trong đó có 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại khách sạn Thu Dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng, quận Sơn Trà và 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ Đà Nẵng. Trước tình hình này, ngay trong đêm 30 tháng 7, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là lực lượng phòng chống dịch tinh nhuệ của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch trước đây và điều trị thành công các ca nặng trong thời gian vừa qua. Tối qua 30 tháng 7, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó tập trung các biện pháp quản lý, nắm chắc diễn biến tình hình để áp dụng các biện pháp mạnh, kịp thời khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, xử lý dứt điểm trong phạm vi hẹp, không để bùng phát, khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến. Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến tại cung thể thao Tiên Sơn, tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm tải tại các bệnh viện, trung tâm y tế đã phong tỏa, cách ly để đảm bảo năng lực công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung các biện pháp xử lý, làm sạch các ổ dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Bên cạnh việc xây dựng bệnh viện dã chiến, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế tiếp tục chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp, kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các nguồn lây, tập trung mua sắm đảm bảo các trang thiết bị cần thiết như máy ECMO, máy thở, quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức có văn bản nhận định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng đang rất nguy cấp. Do vậy, từ ngày hôm nay 31 tháng 7, ngoài các biện pháp đã triển khai, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cấp các ngành, đặc biệt là các cơ quan thông tin tuyên truyền, làm cho người dân hiểu rõ bản chất của dịch bệnh lần này, có nhận thức và thực hiện nghiêm túc quy định về giãn cách, cách ly toàn xã hội một cách triệt để phòng chống dịch có hiệu quả. Thành phố yêu cầu người dân thực hiện quyết liệt hơn chỉ thị 16, hạn chế thấp nhất người dân ra ngoài. Ngành y tế phải khẩn cấp tăng cường năng lực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị bệnh. Phấn đấu năng lực xét nghiệm đạt 3.500 đến 4.000 mẫu một ngày và khẩn trương công bố kết quả xét nghiệm F1 để giãn áp lực F2. Tổ chức giãn tuyến, giảm tải bệnh viện bằng cách di chuyển các bệnh nhân tại khoa thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Hòa Vang, trang bị thêm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và các nguồn lực cần thiết tại Bệnh viện Hòa Vang để chữa bệnh, giảm áp lực cho Bệnh viện Đà Nẵng hiện nay. Đặc biệt, từ 8 giờ sáng nay, 31 tháng 7, Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan, chỉ đạo tổ chức và thực hiện lại các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các vị trí cửa ngõ ra vào thành phố và dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới. Từ chiều ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân mới trở về từ thành phố Đà Nẵng. Với hơn 30.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã chuyển ngay 80.000 mẫu test nhanh cho các quận huyện để tổ chức test nhanh đúng quy trình. Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, các quận huyện, việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh phải hoàn thành vào ngày thứ Bảy, 1 tháng 8. Trường hợp nào xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng PCR. Tại quận Ba Đình, thống kê đến ngày 29 tháng 7, trên địa bàn quận có 915 người từ Đà Nẵng về, ở rải rác tại 14 phường trên địa bàn quận. Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã thành lập 4 cụm điểm xét nghiệm nhanh cho người dân trên địa bàn quận về từ Đà Nẵng. Tại Hà Nội, thì quận Cầu Giấy là địa bàn có số lượng đông nhất những người đi về từ Đà Nẵng. Dự kiến quận này sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 2.000 người trong 2 ngày 31 và 1 tháng 8.
Đến thời điểm này, các quận Cầu Giấy đã hoàn thành việc lập danh sách chia đợt xét nghiệm nhanh trong những ngày tới. Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã triển khai lực lượng xét nghiệm nhanh tại 8 trạm y tế phường.